từ dưới kia đi lên trên này 10 mét. Thì có thể là cái góc kia nó không ấy thì mình có thể làm nhà tắm với nhà vệ sinh, nhà bếp ở bên kia. Đây là 50 triệu mà hôm nay em hút bỏ cây ra cho anh nhé, muốn hút dưới. Vâng. Đây là đa số phần này là mệt hết, từ dọc theo cái cành cây này này. Xem cùng em trong cái quá trình mà đi lấy mật của tổ ong khoái này. Xin chào các bác. Và trên màn ảnh của chúng ta đó là những thước phim đầu tiên của Ngố Rừng Tim khi mà tham gia khai thác sản phẩm mật ong khoái. Và trong thời gian vừa qua cũng được sự tin tưởng yêu quý cũng như là đồng hành của quý cô bác anh chị, anh em trong team Ngố Rừng đã khai thác những cái sản phẩm mật ong khoái đầu tiên của vụ năm 2022. Và sản phẩm mật ong khoái để đạt được chất lượng cao nhất thì anh em đã phải chinh phục những cái cây cao đến hàng trăm mét, những cái vách đá treo leo hiểm trở, anh em phải đu dây hết sức nguy hiểm để có thể mang lại được những cái sản phẩm chất lượng nhất gửi đến tất cả quý cô bác anh chị, bạn bè gần xa đang theo dõi kênh A Huân TV, cũng như là trong thời gian tới sẽ theo dõi thêm kênh Ngố Rừng. Và quý cô bác anh chị có thể liên hệ để mua sản phẩm mật ong khoái qua số hotline đó là 0382666822 hoặc số hotline 0585232323. Các bác có thể liên hệ qua số Zalo hoặc có thể truy cập bên fanpage A Huân TV cũng như là bên website ahuantv.vn. Một điều đặc biệt nhất trong thời gian này đó là hỗ trợ cho hoàn cảnh của em cái cô đơn làm nhà, cũng như là song song với công việc làm nhà thì anh em tạo thêm công ăn việc làm để anh em có thể phát triển kinh tế sau khi mà đã làm xong nhà rồi. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video cũng như là tin tưởng yêu quý đồng hành cùng A Huân Team. Còn bây giờ xin mời các bác cùng theo dõi video. Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Và hiện tại thì Huân đang có mặt tại một cái chỗ đất để mà chuẩn bị mua cho em cái để sắp tới là làm nhà các bác. Thì sau một cái quãng thời gian thực sự là rất là khó khăn trong cái công việc đi tìm đất thì đến hôm nay thì anh em mình cũng đã tìm được một cái đoạn mà nó phải gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, mặc dù là cái về cái phần nước nôi các thứ nó không tiện ấy, tuy nhiên là nó lại sát cái mặt đường bê tông. Mình có thể là mình xây ke ở mấy cái hốc đá bên trên này này để mà mình lấy nước về, và sẽ mua một cái téc lớn khoảng tầm độ 3 khối gì đó, thì gia đình lấy cả nước mưa nữa thì sẽ đủ để sử dụng. Thì hiện tại là anh em cũng đã gần như là đi đến cái quyết định cuối cùng rồi thì mới bắt đầu quay video, tại vì là mấy hôm ấy thì cũng quay rất là nhiều rồi, tuy nhiên là cũng chưa có duyên để mua được đất ấy. Thì bây giờ sau khi mà xong rồi thì em mới ghi hình để cho các bác cùng biết về cái tình hình hiện tại. Cái thế nào hả? Ok không? Đấy, ở dưới này là đường bê tông này các bác này. Đấy, xong là ở trên này thì cái taluy nó cũng không đến nỗi nó quá là cao, nói chung là đủ cho mình làm, mình sử dụng. Đấy, và thì anh em sẽ mua là 10 x 10 mét từ bên kia sang bên này là 10 mét này. Đấy, chiều bên này 10 mét, nói chung là đủ để làm nhà và có chỗ để làm chuồng trại chăn nuôi, với cả là có bếp, có nhà vệ sinh các thứ đàng hoàng ấy các bác. Đấy, mặc dù là cái nước thì thực sự là ở trên vùng cao nguyên đá này thì ở chỗ nào nó cũng sẽ như chỗ nào thôi, cũng không có cái chỗ nào gọi là hơn, chỗ nào gọi là kém cả. Đấy, thì mình nói chung là mình sẽ chủ động trong những cái công việc như là mình trữ nước để chuẩn bị xây nhà cũng như là đào nền nhà ấy các bác. Thì bây giờ mấy anh em xem lại một chút. Thì đây, A Quyền cầm máy quay đi để còn quay cho các bác cùng biết là cái nền đất nó rộng như thế nào. Thì các bác ơi, chắc khoảng từ đây, anh em hôm nay cũng không có đem thước, bởi vì là đi tìm nhiều ấy thì cũng chưa có cụ thể. Ví dụ như mình tính từ đây sang bên kia là sẽ là 10 mét này. Đấy, tính từ đây sang bên kia sẽ là 10 mét cả hạn. Và từ dưới kia đi lên trên này 10 mét. Thì có thể là cái góc kia nó không ấy thì mình có thể làm nhà tắm với nhà vệ sinh, nhà bếp ở bên kia.
tại vì bếp góc bên kia nó hẹp hơn tao đi nấu cao ấy. Còn bên này thì mình sẽ sử dụng để làm nhà. Thì Huân cũng đã tính rồi, một cái căn nhà nho nhỏ thôi là nó rơi vào khoảng tầm độ 50 m², vì có hai bố con thì có thể là sau này thì chắc chắn là cái tuổi còn trẻ thì vẫn sẽ phải lấy vợ nữa, thì sẽ làm hai cái phòng ngủ đấy. Còn phòng khách rộng này là một cái, phòng ngủ thì 9 m² là hết 18 m² rồi, thì cái phòng khách khoảng tầm độ 25-30 m² nữa là ok đấy. Sau rồi đó là một cái gian bếp cũng khoảng tầm độ 12 m², kèm với trong đó là sẽ có cả nhà vệ sinh luôn để mọi cái mình sinh hoạt mình thuận tiện đấy các bác. Và cái chỗ này thì đá nó cũng không nhiều, nói thật ra là chỗ này thì đá nó cũng không nhiều đấy, thì anh em có khi là sẽ chốt cái chỗ này luôn, bởi vì là anh chủ đất thì anh ấy cũng rất là mong muốn hỗ trợ bố con em cấy, tại vì là thuộc cái dạng hoàn cảnh khó khăn đấy các bác. Vậy nên là em cũng rất là mong muốn là sẽ mua được cái chỗ đất này. Thì vừa rồi thì anh em cũng đã nói chuyện qua rồi đấy, thì cũng chỉ sơ qua cho các bác cùng biết là cái chỗ đất này nó như thế nào. Chỗ này thì anh trồng hết ngô rồi đúng không? Vâng. Thì chắc là mình sẽ có một cái khoản nho nhỏ cho anh ấy nữa để mà đền bù cái số ngô mà anh ấy đã trồng rồi, tại vì là các bác cũng biết là bà con ở trên này thì cái khó khăn ấy thì ai cũng như ai cả, chứ không phải là một cái hộ mà được coi là hộ giàu hay như thế nào đâu các bác. Bởi vì là kể cả có hộ thoát nghèo đi chăng nữa thì cái cuộc sống của bà con vẫn rất là vất vả. Đấy, thì là chỗ chốt như thế này. Đấy, khu vực bên này làm cái nhà chính này này. Và mình đào thì có khi ở dưới kia mình ở đây có đá ấy. Xin anh là mót đá ở trong những cái nương này này. Để mình kè bên dưới đi. Ví dụ như những cái hò trên này mò là mình trồng. Đấy, cần mình... cái bật đấy là mình không mò cái bật đấy, để cái bật đấy cũng không đổ xuống là. Đấy, bên này anh nghĩ là ok đấy. Thì đá đi các thứ mình lấy ra để mà mình xếp kè bên dưới đây kìa. Vâng. Thì đá thì nhất trí chứ. Cứ thoải mái. Đá thoải mái đúng không? Đấy. Chứ nó về đá mà gì. Anh có hổ lạm chứ có đá. Đấy. Thì cho anh em cũng sẽ trích trong cái phần làm nhà một chút nho nhỏ để mà hỗ trợ cho anh ấy về khoản ngô đã trồng rồi. Đấy là thì như em cũng chia sẻ với các bác ấy là cái khó khăn mà. Ở chỗ này thì nếu như mà cái đất mà nó thừa ấy, ở chỗ này mà đẩy xuống thừa thì cho em đẩy xuống thêm một tí nha nhé. Để lấy lại cái dung ngô về thôi. Đấy là cái dung ngô về. Vâng vâng, cái đấy thì em sẽ hỗ trợ cho, không vấn đề gì cả. Đấy. Nói chung là như thế này là đẹp rồi. Còn là xin anh mấy cái hốc đá ở trên kia nữa để anh em mà lấy xi cáp lên đấy. Tao để làm cái lỗ để mà mưa xuống thì mình trữ nước, lấy cái nước đấy để mình sinh hoạt. Vâng. Đấy, chứ còn không thì ở trên này thì nguồn nước các thứ thì nó cũng không có. Vâng. Gần như là cũng chẳng chỗ nào có cả. Mấy cái nguồn bên kia là cả thôn này bây giờ dùng chung ấy nhỉ. Đấy. Hai nguồn. Vâng. Là cả thôn dùng chung hai cái nguồn đấy thì cũng vất vả. Vâng. Thì anh sẽ làm cái như này thì anh sẽ thiết kế là cái nhà nó rơi vào khoảng tầm độ 50 m², thì lấy ra chiều ngang này này. Đấy là 6 m. Đấy. Ừ. Chiều sâu này là 8 m, hoặc là mình cũng có thể đổi lại là chiều này 8 m và chiều ấy là 6 m cũng được. Ừ. Đấy. Thì mình làm một căn nhỏ nhỏ thôi, hai phòng ngủ. Đấy, sau này mà em lấy vợ này thì hai vợ chồng một phòng đúng không? Vâng. Đấy, còn một phòng thì để cho con. Nếu mà con sau này mà lớn quá không ở chung được nữa thì mình có thể là cho con ngủ ở phòng khách. Vâng. Là hợp lý rồi. Đấy, nói chung là rất là ngon lành. Đường bê tông mà như thế này thì đi bon thì cũng chỉ mất một đoạn nhỏ nhỏ là khó đi được các bác. Bởi vì là đến cái đoạn này thì vẫn còn một cái đoạn nữa là chưa có bê tông thì vẫn phải là đợi trời nắng thì mới đi lại được. Đúng rồi. Thì chắc là như này thì ok rồi. Thì chắc là anh em mình về nhà anh nhỉ. Về nhà anh em mình làm giấy tờ xong à. Vâng. Khảo giá xem như thế nào. Vâng. Thôi anh em mình sẽ đi vào nhà nhé các bác nhé. Vâng. Đấy các bác xem. Đường bê tông đi bon luôn. Nói chung là đường bê tông này nếu cũng không phải là cái đường lớn đâu, tuy nhiên là như thế này thì mình đi thoải mái luôn. Nói chung là không vấn đề gì cả. Đây các bác ngắm cái chỗ đất từ phía bên dưới này lên này. Đấy, nó không đến nỗi là nó quá là dốc hay như thế nào đâu ạ. Đấy, mà tiện nhất là có cái đường bê tông này thì em mới quyết cái chỗ này thôi. Vừa nãy thì anh em cũng đã khảo qua giá rồi. Thì cũng nói chung là không phải là thấp nhưng mà cũng không phải là quá cao. Nói chung là mua được các bác ạ. Chứ bây giờ mà mấy anh em đi tìm rất là lâu ngày rồi mà chưa có tìm được cái chỗ đất để làm thì các bác cũng sốt ruột. Mà bản thân em Huân là người làm chương trình thì cũng như vậy. Đấy, cũng không kém gì các bác cả. Em cũng mong muốn là làm sao để hỗ trợ cho các hoàn cảnh nhanh nhất để mình còn có thể tiếp tục công việc. Nó là san sẻ thêm những cái điểm yêu thương cho những hoàn cảnh khác ấy các bác. Ôi giời. Đấy.
như có những chỗ như ở dưới này này thì rất là bằng phẳng luôn. Đấy, như chỗ như ở dưới này này rất là bằng phẳng luôn, nhưng mà thực sự là em thấy là nó không ăn thua tại vì nó quá là xa. Đấy, mặc dù là nó bằng đấy, chỗ này thì có thể trũng nước này, nhưng mà nó xa đường. Đấy, còn được cái chỗ này thì rất là đẹp rồi. Hôm nọ thì mấy anh em mình cũng hỏi cái chỗ đất này này các bác. Đấy, nọ mấy anh em cũng hỏi đây. Tuy nhiên là cũng không ổn được bởi vì chỗ này nó quá nhỏ. Từ đây ra đến ngoài kia thì nó chỉ được khoảng tầm độ 3-4 mét gì đấy thôi. Đấy, nó không đủ rộng. Còn như chỗ này thì nói chung là thoải mái. Bây giờ chỉ cần quyết được một cái giá ngon lành nữa là ok. Đấy, là anh em sẽ bắt đầu tiến hành là nghiên cứu cái vấn đề đó là trữ nước này, cũng như là cùng em cấy nhờ bà con đến san cái nền hộ. Tại vì ở đây xa thị trấn lắm các bác, nó rơi vào 6-70 cây thì đâm ra là anh em khi mà thuê máy thì cũng rất là khó, với cả còn sợ là có đá đấy các thứ nữa. Thì thôi là mình cứ chấp nhận là sử dụng cái phương pháp là thủ công thôi. Như nhà em Vân thì cũng vậy, cũng rất là khó để mà gọi máy móc bởi vì là nó cái số lượng nó không nhiều, người ta đi người ta cũng không bõ các bác. Kính thưa các bác, thì mấy anh em cũng đã về đến nhà của anh chủ đất, thì cũng đã thảo luận qua một chút về cái chỗ đất anh em xem ngày hôm nay. Thì thực ra là cái đất gần đường ấy, thì những cái chỗ như cái điểm này thì là nó thuộc vào cái địa phương khác rồi, không phải là cái chỗ của em cái nữa. Vậy nên là về câu chuyện bố vợ này kia thì cũng không lo nữa đâu các bác ạ. Thì em cũng đã khuyên giải để em cái, em cái cũng nghe lời và chuyển ra cái chỗ khác để ở, để xa xa bố vợ ra, để tránh câu chuyện là sau này có cái này cái kia. Đấy, thì nói chung là để cho cái cuộc sống sau này nó ổn định thôi, nó không bị lằng nhằng với cả ông bố vợ nữa. Chứ không là cứ ông ấy lại đi uống rượu về như nào như kia, ông lại sang ông nói thì nó không hay. Đúng rồi. Đấy, thì mình cứ đi xa ra, mình ở thôi. Thật sự là rất là may mắn, như là hiện tại thì cách xa bố vợ là 30 cây thì chắc là không vấn đề đâu. Đấy, thì chắc chắn là cái tình trạng là gặp nhau thì cũng không còn nữa rồi. Và nó ít thôi. Đấy, thì còn chưa hỏi tên anh tên gì nhỉ? Dình. Anh Dình đúng không? Vâng. Ừ. Thì ta bảo là cái chỗ đất này thì anh muốn là lấy khoảng bao nhiêu tiền? Cái đất này thì theo anh nghĩ là từ cái thời gian vừa rồi ấy, thì là vợ tôi thì bị bệnh, tôi xuống dưới Hà Giang để khám bệnh, thì tôi nợ nhau anh em các chú, anh em chú là lấy nợ nhau 60 triệu xong chú bệnh về. Là bây giờ thì khả năng là bán đi cho em cái này là khả năng sẽ lấy khoảng 30 triệu ở 50 triệu thôi. Nếu mà còn lại thì bây giờ gặp vợ vẫn không đi được, còn hai đứa con thì đang đi học, thì là đất là lấy chính là lấy đúng 50 triệu. Đất là anh lấy đúng là 50 triệu đúng không? Vâng. Thế còn bây giờ là vợ anh là ốm đau à? Không đi làm được. Vâng, vẫn không đi được. Đi thì vẫn đi được bình thường, nhưng mà đi làm thì không được, tưởng là ở nhà. Yếu quá là đúng. Yếu không? Quá. Vâng. Thế hai đứa con là đi học là chắc là được nhà nước hỗ trợ nuôi chứ? Nhà nước thì đi vào học trường chính để bây giờ họ nó nuôi. Được ăn cơm. Nhà nước nó nuôi. Thế là đi chắc là nếu mà vì như thế thì đi xuống cả Hà Giang cả Hà Nội các thứ á. Vâng. Mới tốn được như thế. Vâng, đi cả Hà Nội xong là vì nó bị mạch ti xong là đi dưới kia nó chữa lâu qua dưới Hà Giang đi tưởng 2 tháng xong xuống cả Hà Nội xong là rất nhiều tiền, mất rất nhiều tiền, thì là thôi cũng tạm thời cũng về được. Là bây giờ ở nhà cũng chả đi làm được đâu, đi ra ngoài vệ sinh tí thôi, còn đi làm thì không được. Tất nhiên là bây giờ là khả năng là chỉ có đi lại đi vệ sinh. Vâng, đi lại vệ sinh thôi. Chứ còn không đi làm được. Vâng. Thì anh chủ đất cũng rất là khó khăn đấy, cũng chia sẻ với các bác ấy, là cái chỗ đất mặt đường ấy thì như hôm nọ anh em mình đi hỏi cái chỗ mà của cái ông gì gần nguồn nước. Hôm mà anh em mình hỏi ông tên gì? Gần hôm đầu tiên anh em mình đi hỏi ấy. Hôm mà anh em mình đi mua đất ấy, xong là gặp ông ấy ở ngoài đường, ông bảo mình ấy cái chỗ mà ông đòi 60 triệu ấy. Cái chỗ đấy rất là xa đường mà ông đòi như thế, thì bây giờ được cái chỗ này đường bê tông ấy, thì nó là cái thuận lợi để cho anh em làm rồi. Thì 50 triệu thì ok thôi bây giờ, bởi vì là cũng rất là khó tìm ấy, thì cũng chia sẻ thẳng thắn lên để các bác cũng biết, tại vì các bác cũng thấy là cái quá trình anh em đi tìm đất thì rất là khó khăn rồi. Thì cái chỗ kia anh trồng ngô rồi thì thế thì em sẽ hỗ trợ anh một ít nhá. Em sẽ hỗ trợ cho anh một ít hoặc là tiền giống 1-2 triệu gì đấy thôi, bởi vì là trồng là bón phân là đúng không? Vâng, bón phân với lại cho khoảng hạn thứ bón phân thì là cái bây giờ phân đại là nó rơi vào 1 triệu mấy một bao ấy.
Đúng rồi. Đấy, thì vì cũng khó khăn cho anh ấy thì thôi, thì những cái phần này thì anh em sẽ trích ra để hỗ trợ luôn đem cho anh ấy một chút nữa. Vậy thì thế thì bây giờ thì em viết giấy tờ thì coi như là anh cũng rất là thương em cái là cái hoàn cảnh khó khăn thì cũng bớt cho em ấy rồi. Như là ngày trước là cũng có người giả nhiều hơn chứ đúng không? Vâng, có nhiều người nên dặn nhiều hơn. Thì là bây giờ là vì nó là vay hơi lâu, thật ra là bây giờ anh không có tiền dạ họ là họ sẽ lấy cả đất của anh hết. Thì bây giờ là tốt nhất là sẽ bán một ít cho đồng chí cái để nó sẽ bổ thừa cho họ thôi. À, tức nghĩa là bây giờ là người ta là cứ không trả tiền là người ta lấy hết của anh á. Thì là bây giờ họ nó bảo là nó đúng thời gian. Bởi vì nó qua cái thời gian đó là nó lại quá hạn. Nó quá hạn, nó lấy hết đất. Thì tốt nhất là mình bán đi, bớt đi một tí đi, thôi để một tí để mình làm. Đó, còn một tí là bán để trong đồng chí cái nó là cái nệm nhà thôi. Nói chung là anh em hỗ trợ cho nhau. Thế thì bây giờ thì em sẽ viết một cái giấy để anh em gọi là có cái thỏa thuận là mình mua bán đất. Đấy, để sau này là tránh cái này cái kia thôi chứ thực ra là cũng không có ý gì cả. Vâng. Đấy, thì nghỉ cho anh à, bây giờ anh cũng à, bây giờ chị nhà cũng ốm đau như thế này đấy thì thật sự là rất là vất vả luôn các bác ạ. Hai đứa con đang đi học nữa, cũng may là được đi ở cái điểm trường chính ấy, thì còn có gọi là được hỗ trợ ăn uống này kia, chứ không thì còn vất vả nữa. Thế thì em sẽ viết một cái giấy xong là anh em mình ký vào đây. Nói chung là chỉ mong muốn là em cái là sớm có nhà thôi các bác, bởi vì là đi tìm đất rất là lâu ngày rồi, rất là khó khăn đấy. Thì bây giờ như thế này là hòm ok rồi này. Thế thì sớm là anh em mình sẽ chuyển lều sang bên đấy. Vâng. Mà em sẽ ở tại bên đấy luôn. Vâng. Gọi mai thì kia thì gọi anh em về hỗ trợ mình về cái phần đào nền nhà các thứ. Mình trước là cũng đi đổi công nhiều đúng không? Vâng. Anh là sinh năm bao nhiêu nhỉ? 86, 1986. À, 1986. Cũng rất là may mắn có được cái mong muốn cái như là mơ ước của em. Giờ có được anh dịch nhà anh hỗ trợ được cái, có được cái miếng đất để làm nền nhà. Có cái nền nhà thì nói chung là bây giờ mình có cái nền tảng rồi thì nhà cửa một cái thì đường xá đi lại nó mà không mưa thì nó sẽ rất là nhanh thôi thì nó sẽ xong nhà rồi. Đấy, nhưng mà thực sự là con cũng nghĩ là anh Dình cũng thực sự là hoàn cảnh cũng rất là khó khăn các bác ạ. À, bệnh tật ốm đau mà đi chạy chữa mà bây giờ đi vay tiền không có tiền mà giả rồi. Người ta còn về nói là sẽ lấy cái chỗ đất và cái nhà ở của anh ấy đi thì thực sự là rất là tội luôn. Nói thôi thì quanh những cái bảng sát với bảng của em ấy. Thì con bố vợ thì không ấy thì người ta lại không bán cho rất là khổ nữa. Quanh quanh mấy cái bản đấy thì hôm nay là với cái giá bán ra thị trường. Nó giá 50 triệu đấy, thì là em đợt đấy là hình như rẻ hơn mấy đợt trước anh em mình đi tìm hết rồi. Hôm nay đi hỏi thì toàn 100 triệu thì các bác cũng theo dõi video thì các bác cũng biết đấy ạ. Chỗ nào cũng hết 100 triệu, 120 triệu rất là khó luôn.
Mặt đất thì nó cũng không phải là quá là đẹp. Trước là cái miếng đất mà kiểu cái chú bảo là 60 triệu đấy. Nếu mà chú đây vẫn bớt được thì chắc là từ trước có nhà đấy. Nhưng mà chú đây không bớt được, chú quyết phải lấy 60 triệu. Nhưng mà cái chỗ đấy không để bằng cái này bằng chỗ này, bởi vì là chỗ này là cái chỗ gần đường. Đúng rồi. Đấy, còn ở kia thì nó lại xa đường. Nói chung là ở bên kia thì mưa thì chuyển vật liệu không được rồi, khó rồi. Đúng rồi, đất thôi. Đấy thì nó sẽ khó khăn đấy. Ký vào bên để mua. Mua. Ký tên là ký tên và ghi họ, ghi rõ họ tên mà. Vâng. Đấy, anh cho em xin cái chiếc ký của anh nhé. Vâng. Em sẽ để tiền cho anh. Thật sự là sau bao nhiêu ngày mưa thì cũng đã nhìn thấy những cái tia nắng đầu tiên. Cũng chỉ mong là cái thời tiết nó ủng hộ để mà anh em mình có thể triển khai cái nhà của anh Cấy trong cái thời gian sớm nhất của các bác. Đấy, rất là cảm ơn là các cô chú anh chị mạnh thường quân và tất cả mọi người đã yêu quý đồng hành cùng team cũng như là hỗ trợ cho hoàn cảnh của em Cấy để bây giờ chúng ta được nhìn thấy cái thành quả đầu tiên là đã mua được đất rồi. Đấy, và sau đó sẽ là cái làm nhà nữa các bác ạ. Đấy, chỉ mong muốn là mọi cái nó có thể là nó nhanh nhất thôi. Đấy là cái quan điểm rõ ràng khi mà anh em đi làm chương trình ấy, thì bất kỳ một cái chương trình nào cũng vậy, anh em đều mong muốn là đánh nhanh rút gọn ấy. Mình có thể là mình sẽ dùng thời gian để hỗ trợ cho nhiều cái hoàn cảnh khác hơn. Đấy, chứ còn không mong muốn là những cái điều mà nó diễn ra nó bị chậm lại, nó ảnh hưởng đến tiến độ cũng như là ảnh hưởng đến là các bác theo dõi chương trình, vì là ai cũng muốn nhanh mà. Đấy, thì em Cấy thì cũng là sau cái chương trình của em Vần Hai Con thì bây giờ thì anh em mua được đất rồi, nhà thì nói chung là triển khai thì nay mai cũng thì nói chung là không đến một tháng nữa là mọi cái nó sẽ đi vào quỹ đạo hoạt động và ổn thỏa. Đấy thì thế bây giờ là anh nợ tiền như thế thì bây giờ là cầm tiền xong là phải đi giả người ta luôn ạ? Vâng ạ. Bây giờ đã hết hạn rồi thì người ta đã đò mình có tiền là mình phải đi giả thôi. Vâng. Còn như nhà cửa này các thứ thì thôi bây giờ có tiền thì mình cứ giả cho người ta trước đã, xong là còn thiếu bao nhiêu thì anh cứ bây giờ nếu mà thế thì nợ là nợ anh nợ tổng bao nhiêu tiền nhỉ? 65 triệu. Thế thì là còn thiếu mất 15 triệu nữa thì mới đủ tiền trả nợ. Thì tôi cứ bảo người ta là bây giờ thứ tư thì anh xem có cách nào đi làm kiếm tiền các thứ để trả cho người ta, để mà người ta thông cảm thôi. Chứ bây giờ mà còn thật sự là cái căn nhà này thì cũng rất là tan nát luôn các bác ạ. Một cái căn nhà mà bằng chỉnh tường, còn lại gỗ thì cái nhà này chắc làm được mười mấy 20 năm rồi đấy. Hơn 20 năm rồi đúng không? Vâng.
đấy, cũng không phải là cái thời gian mà nó ngắn nữa. Ở bên ngoài nhìn từ bên ngoài các bác, cái mái với các thứ nó lụp sụp, nó xù xế hết rồi đấy. Còn ở trong nhà thì còn được như thế này, đôi giường thì cũng không có, toàn kê bằng cái tấm ván, tấm phả. Cũng may là còn đổ được cái nền bê tông này thì nó còn là nó sạch sẽ hơn đấy. Rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và hỗ trợ cho em cái. Đây là 50 triệu mà hôm nay em rút. Ở cây ra. Anh muốn hiểu thế. Vâng. Nó chứ không thiếu. Còn là về cái phần mà hỗ trợ về cái ngô nghĩa các thứ của anh ấy. Thì ngày mai em lên đây thì em sẽ mang lên cho anh. Vâng. Vì là hôm nay thì đúng đủ tiền mua đất thì em chỉ án là sẽ mua khoảng cái chỗ đất thì nó chỉ dưới 3 tầm tiền này thì vâng. Em cái mới còn đủ tiền làm nhà thôi. Vâng. Thì anh cố gắng chăm sóc cho vợ, vâng, vâng, lo cho vâng. Con xong rồi là giả nợ của mình đi. Vâng. Chứ không thì người ta mà lấy cái nhà đi thì cũng không biết là ở vào đâu nữa. Đúng rồi. Đấy. Con anh thì học cấp 2 rồi chứ? Không, đang ở cấp 1. À, cấp 1 đúng không? Đang... có 10 tuổi, 9 tuổi. À, 90 tuổi. Vâng, 11 tuổi là 9 tuổi. Anh là hai đứa thôi đúng không? Chỉ hai đứa thôi. Vâng. Đấy là... bây giờ thì... nói chung là mọi cái nó cũng gần đủ rồi. Thì vâng. Bảo người ta thông cảm cho mình đã. Vâng, cứ giả nhau một tí đó để... cất thiếu một tí là anh sẽ... đấy, gắt tiền. Bên kia là người ta cũng không có đòi gắt nữa đâu. Rồi cứ cho nhau một tí là nó thông cảm thôi. Vâng. Mình không có thì lúc không có tí nào là người ta sẽ không thông cảm. Ừ, nó nhìn nhận mình là bảo là nếu mà không dạ thật người ta cũng lấy cả ép của mình thật đấy. Thế thì kêu gọi như thế là tôi thấy bùa bảo là thôi thì là tôi sẽ nhất trí để bán mấy đất cho đồng chí cái để có mấy tiền để trả nợ cho họ. Em cái là cũng phải rất là cảm ơn anh Dình. Nếu mà không có anh Dình là mình không mua được đất đâu. Mà cái chỗ đất này thì thực sự là nó rất là đẹp. Mà có người là giả 60 triệu rồi mà anh ấy không bán mà anh ấy vẫn để cho em ấy. Nếu mà có người giả 60 triệu là anh ấy là gần đủ tiền trả nợ hết luôn. Đấy, nhưng mà anh còn rất là thương em mà lại bán lại cho em là coi như anh là cứu sinh lại em đấy. Vâng. Thì em cũng rất là cảm ơn anh đã giúp đỡ cũng như là quan tâm đến hai bố con và giúp hai bố con em có được cái móng nhà. Chúc anh là trong cái thời gian tới sẽ mau khỏi bệnh cũng như là sẽ vượt qua được những cái khó khăn và sẽ trong thời gian gần nhất thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nói chung là như này các bác, công việc mua đất thì mọi cái đã xong rồi thì bây giờ là xong rồi nhá, anh em mình một cái là xong với nhau rồi thì là mai ngày kia là anh em sẽ bắt đầu đàn về nhà rồi. Vâng. Chắc anh Dình cái có đi đi hộ anh Dình buổi nào không? Anh Dình có trả công không? Em thì nhiều lúc cũng không rảnh đấy thì cũng không hộ được nhưng mà cái này thì em sẽ nhờ có khi là em cấy em lên đàn ở nhà thì có khi là anh cũng sang hộ em ấy một tí. Anh sẽ phải sang là bởi vì là bán một tí là phải thì nói chung là anh em cố gắng là phụ nhau thôi để cho em cấy là có gọi là có cái nhà ở cho kiên cố cho yên tâm chứ thực sự là nhìn hai bố con ở trong cái lều kia thì cũng không ấy được bởi vì là cái nhà bên cạnh là của anh trai không ấy, lúc một mình chị dâu ở đây không ở được với chị dâu lại như này như kia đâu. Bởi vì là cuộc sống mà các bác cũng không phải là suy nghĩ gì đâu nhưng mà những cái đấy là những cái điều rất là tế nhị, mình không thể làm mình làm mình ở như thế được. Có thể là các bác mới mà theo dõi các bác không biết thì chị dâu của em cái là vẫn làm gần ở đây thì vẫn thường xuyên là về đấy. Thì có khi là như thế thì lại thành cái cảnh mà em chú ngủ chị dâu ấy thì rất là khó xử luôn. Vậy nên là em cấy ra dựng lều và ở thì anh em vào biết được hoàn cảnh của em cấy là ngày trước là đi tìm vợ ở dưới Bắc Ninh ấy khi mà lúc vợ bỏ đi ấy các bác. Đấy, thì đi xung quanh cho các bác cùng nhìn thấy cái căn nhà của anh Dình, chủ đất của em cấy các bác này. Đấy. Mà bây giờ là 20 mấy năm rồi. Đấy, cái cột kia các thứ này, mọi cái này các bác có thể nhìn ở những cái phía này. Đấy, nó cũng gọi là không còn cái gì nữa rồi. Đấy, mái thì cũng rất là lụp sụp là cũ rồi. Nhà anh Dình là cũng lấy hơn đúng không? Ăn được mén hơn đúng không? Nhiều mén hơn. Đây các bác này, đây nhà anh Dình là cũng ăn được mén này. Đây là gọi là cái món truyền thống của bà con ở trên này rồi bởi vì là không trồng được cây lúa ấy. Đấy.
thì thực sự là rất là khổ luôn. Ăn những cái như thế này. Không hiểu rồi. Vì bà nếu mà thì vợ thì làm lỗ thì không làm được, từ về đến của là ăn cũng muộn, không có kịp đấy, vợ không làm được đúng không? Vâng. Thì các bác nhìn xem từ trong nhà, nói chung là đơn giản nhất là cái giường ngủ thôi. Đây, nói chung là mình anh ấy lao động thì nó bừa bộn một chút thì các bác cũng thông cảm. Đây không có cái giường này ngủ đàng hoàng, mà bây giờ phải kê cái ván với cả là những cái gạch này lên này. Đấy, cái tường này thì thực sự rất lâu rồi. Cái này á, ngày xưa mà đi làm như thế này thì chả làm lâu lắm mà anh, cái như cái nhà trình tường như này. Vâng, lâu lâu rồi. Vâng. Thực sự là rất là vất luôn. Những cái này bây giờ nó mọt rồi nhá, lâu quá rồi mà không cẩn thận là mưa thì rất là nguy hiểm luôn. Đấy, mà mới mọt này không phải đơn giản. Các bác nhìn ra bên này này. Đấy, nó muối nó mọt hết rồi. Nói chung là nó đỡ hơn cái lều của em cấy là nó to thôi, chứ thực ra là ở trong này cũng không có khá giả gì hơn đâu các bác ạ. Đấy. Thì bây giờ là tuy gác này không giá chiều lên kia, không có giá chiều. Sợ rất là nhà anh là cũng có một cái chỗ nương đấy là có đất rồi đúng không? Có chỗ khác là cũng toàn đá thôi. Đúng rồi, toàn đá. Một năm anh trồng được khoảng bao nhiêu sinh không? Thu về là 6-7 sinh không? Tầm 6-7 sinh thôi. Tầm 6-7 sinh thôi. Trùng có 2 cân giống. Vâng. 2 cân giống thì ở vùng cao này thì nó chả được bao nhiêu cả. Đất đá. Chả được bao nhiêu, toàn đá. Đất nó không tốt đây. Vâng. Đấy. Thì nói chung là mọi việc cũng đã suôn sẻ rồi. Thì thêm một lần nữa cảm ơn anh nhé. Vâng. Cảm ơn anh. Nói chung là cảm thấy nhé nhé. Vâng. Xong là cảm ơn anh gì. Thì có khi là đấy, nhưng em bảo anh là mai thì em sẽ mang đi cái phần tiền mà hỗ trợ cho anh về cái phần ngô của anh đã trồng rồi ấy. Vâng. Thì nói chung anh em mới hỗ trợ nhau thôi nhé. Vâng, anh cảm ơn nhé. Vâng. Thì chắc là em muốn cũng xin phép là dừng lại cái video này đây thôi các bác. Một cái video ngắn chia sẻ về cái quá trình mà đi mua đất, và hôm nay thì cũng chia sẻ với các bác ấy là mua đất là ok rồi, rồi bắt đầu triển khai tiến hành làm nhà làm cửa cho em cấy trong cái thời gian sớm nhất có thể. Thì chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và công việc đã ổn thỏa rồi. Đấy. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Xin chào ạ.